Thánh giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Kính thưa quý tín hữu, toàn cả nhân loại còn đang trầm luân nơi cõi trần này đều là con cái thương yêu của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Các đấng đã cho chúng sanh đầu kiếp xuống trần để lo tu học và lập công. Nay hạ quân hầu mãn, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu muốn đem đủ con cái về hội hiệp cùng người, nên Đức Chí Tôn đại ân xá mở đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ để độ rỗi cả nhân sanh. Đức Phật Mẫu tận dụng các hình thức giáo hóa để cứu độ tất cả con cái của Ngài, đem về cõi thiên liêng cho Đức Chí Tôn định vị. Vì lòng quá thương yêu con cái, Đức Phật Mẫu biết bao lần giáng cơ, ban thánh giáo, dạy dỗ, khuyên nhủ các con và tỏ bài tình thương bao la của Đấng Đại Từ Mẫu. Ngài hết sức đau lòng khi thấy các con đắm mê trần tục và hằng mong mỏi các con sớm tỉnh ngộ tu hành để được quay về với mẹ. Cổ nhạc chuyển thể theo Thánh giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Kim Mẫu là mẹ chung của tất cả muôn loài. Người dùng khí sinh quán để kiến tạo hình hài. Một điểm chân linh của Chí Tôn ban bố, Phật Mẫu bao bọc chân thần bên ngoài cái điểm chân linh. Người đã tạo một chân hồn gọi là thân xác thiêng liêng, có đầy đủ tánh linh biết giữ gìn sự sống. Trong mỗi sinh vật cõi trần đều có xác thiêng liêng, là nhờ ơn Đấng Chí Tôn và Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Trần quá nghiệt thoát khỏi cảnh luân hồi, con trở lại ngôi xưa. Ngờ đâu mùi vật chất đã làm cho con mê đắm, bả phú quý vinh hoa dù nhiễm thấm chân linh. Trái quan con tự trói buộc mình, đau lòng mẹ chỉ biết ngồi nhìn con. Quán
trần tục chỉ là cõi tạm. Mẹ cho con đến đó lập thêm công, ráng lo tu để vũ sạch hết nợ trần. Về bên mẹ hưởng an nhàn lạc canh. Phổ độ kỳ ba đạo trời đang khai mở, để cứu rỗi cả nhân sanh thoát khỏi cảnh luân hồi. Hãy tình cơn mê theo về với đạo trời, chẳng đặng sát sanh dùng tướng rau dưa muối. Hiếu thảo với nguyên đường cẩn thận lập ngôn, con phải cố lập công lo phụng sự cho nhân sanh, năng lập đức để dung bồi côi phúc. Thực hiện từ bi công bằng và bác ấy, vì hành thương yêu là lễ quý dân thầy. Bởi thương con khờ, mẹ nhắn nhủ mấy lời khuyên: hỡi các con trẻ, mau hồi tâm hướng thiền. Kẻ uổng một kiếp sanh biết bao giờ hạnh ngộ, nếu chẳng kịp tu hành chờ đợi đến bao lâu. Ngày tháng qua mau đừng hẹn một hẹn mai, con quyết chí tu ngay đừng chần chờ để trễ. Ngày từng ngày qua mẹ mỏi mòn mong mẹ đợi, từng đứa con giác ngộ sớm quay về. Lời dặn mẹ nhắn nhủ các con ơi, gắn lo tu học kịp thời kỳ ba, kiếp sanh ngắn ngủi lắm mà không tu uổng kiếp mẹ già.